Hi, Star, xin kính chào tất cả các bạn. Mình đang có mặt ở một cái cửa hàng thuốc ở Nhật ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại thuốc nhỏ mắt mà hiện tại Hi Star đang có nha. Đây là thuốc nhỏ mắt của Roto, hộp màu vàng ạ. Có vitamin E, vitamin B6, natri và kali. Thì cái hộp thuốc nhỏ mắt này và cái loại thuốc nhỏ mắt tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn là nhỏ mắt của Santen nha. Thì cái em này hầu như là mình mang theo bên mình suốt 24 giờ, thì mình cực kỳ thích cái em này luôn. Thành phần chính của nó là vitamin B12, cho nên là sẽ giảm ngay lập tức cái triệu chứng mà mắt bị mỏi mệt sau một ngày làm việc hoặc là các bạn ngồi lâu trên bàn máy tính nha. Hạn chế các bệnh về mắt như là đau mắt, đỏ mắt, và ngăn ngừa quá trình lão hóa của mắt nhé. Nó cũng giúp cho mắt được bôi trơn và linh hoạt hơn. Và cái điểm đặc biệt mình thích của ở em này đó là nó có một cái mùi hương rất là dễ chịu khi mà sử dụng. Các bạn muốn chăm sóc đôi mắt của mình thì cứ đến với K-Star ở 182 Nguyễn Xuyến, Tân Quý, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chào tất cả các bạn. Hộp thuốc nhỏ mắt này thì phù hợp với các bạn mà đang bị mỏi mệt mắt nè, mờ mắt và làm trong môi trường làm việc nhiều bụi bặm nè. Các bạn nào mà dùng kính áp tròng cứng thì cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và đây cũng là một cái loại thuốc nhỏ mắt mà để phòng ngừa các bệnh về mắt rất là hiệu quả nha các bạn.